Biejen Kim Tae Hee từ cặp đôi bị phản đối dữ dội tới cuộc hôn nhân viên mãn nhất nhì làng giải trí. Vợ chồng Biejen Kim Tae Hee được xem là hình mẫu hôn nhân viên mãn của làng giải trí châu Á, mỗi lần nhắc tới lại khiến công chúng ngưỡng mộ. Biejen và Kim Tae Hee bén duyên khi đóng quảng cáo chung vào năm 2011. Nam ca sĩ là người chủ động theo đuổi mỹ nhân hơn anh 2 tuổi, cặp đôi chính thức đến với nhau vào năm 2012. Theo tiết lộ của Biejen anh đã bị Kim Tây Hy từ chối vài lần vì cô nghĩ anh là trai hư. Tuy nhiên, sự thật là Kim Tây Hy chính là mối tình đầu, người mà bị trúng tiếng xét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ. Năm 2013 có lẽ là thời điểm sóng gió nhất khi Bi và Kim Tây Hy công khai hẹn hò và vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của người hâm mộ. Có người cho rằng đây chỉ là chuyện tình hợp đồng, chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Có người lại chê Biren thua kém Kim Tây Hy về cả địa vị trong làng giải trí lẫn xuất thân. Có lẽ đó cũng là lý do khiến hai nghệ sĩ vô cùng kín đáo trong chuyện tình cảm. Thậm chí khi họ kết hôn cũng chỉ có vài tấm hình hiếm hoi được tiết lộ. Tháng 1 năm 2017, Biren viết thư tay thông báo sẽ kết hôn. Hai ngày sau đó, anh và Kim Tây Hy chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới của họ chỉ mời vỏn vẹn người khách với chi phí tổ chức chỉ khoảng 1.100 USD. Một trong những đám cưới tiết kiệm nhất sâu bích hàng. cuối năm 2017, Kim Tae Hee sinh con gái đầu lòng, tháng 9 năm 2019, cặp đôi tiếp tục chào đón con gái thứ hai ra đời. Sau 5 năm hôn nhân, Kim Tae Hee và Bi -ren đã trở thành hình mẫu hôn nhân hạnh phúc của làng giải trí châu Á dù xuất hiện ở bất cứ đâu. Bi -ren cũng không quên nắm chặt tay vợ như một thói quen, nam ca sĩ được nhận xét là một người đàn ông cuồng vợ bởi anh luôn luôn dành lời khen cho Kim Tae Hee khi xuất hiện ở các chương trình bjen khen kim tây hy đẹp trong mọi khoảnh khắc lúc ăn càng đẹp hơn ngay cả trên mạng xã hội mỗi khi kim tây hy đăng ảnh là bjen nhanh chóng để lại bình luận xích xoa nền vợ khi kim tây hy mang thai con thứ hai truyền thông hàng tiết lộ bjen rất chịu vợ thường mua bánh ngọt cho cô anh chăm sóc con gái đầu và thường về sớm trò chuyện với em bé trong bụng nam ca sĩ nói trong chương trình du quýt On dơ bờ lóc yêu và cưới thật tuyệt vời tuy nhiên tôi ước mình có thể tận hưởng thời kỳ tân hôn lâu hơn sau khi cưới vợ tôi mang bầu con gái đầu lòng luôn nên khoảng thời gian tân hôn của chúng tôi khá ngắn điều khiến tôi hạnh phúc nhất mỗi khi về nhà chính là khoảnh khắc tôi nhặt đồ chơi của con lên khi bước chân vào nhà tôi luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc tôi có niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc thân anh khẳng định hai vợ chồng chưa bao giờ xung đột gây gắt hay cãi nhau kể từ khi yêu đến cưới về phía Kim Tae Hee, -hi, rất hiếm khi nữ diễn viên tiết lộ về cuộc sống riêng, nhưng có lần cô đã hạnh phúc chia sẻ trên truyền hình rằng kết hôn giúp tôi trưởng thành, sống tốt hơn và làm phong phú những cung bậc cảm xúc, trải nghiệm cuộc đời. Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Tae Hee và Bi luôn đồng lòng, ủng hộ nhau trong mọi dự án và có chung sở thích mua nhà đất. Khối tài sản, đặc biệt là bất động sản của cặp đôi ngày càng tăng chóng mặt. Hai người cũng đóng chung quảng cáo, chụp ảnh tạp chí với nhau thoải mái thể hiện tình cảm thay vì kính tiếng như trước. Thậm chí, cặp vợ chồng còn như hình với bóng, thi thoảng Kim Tae-hee còn được nhìn thấy khi theo chân chồng đi làm.